Thanh Nhã sinh năm 2001 trong gia đình có 4 chị em. Bà chi mẹ của nữ cầu thủ chia sẻ rằng thời nhỏ, Thanh Nhã có ngoại hình nhỏ nhắn, không ai nghĩ cô sẽ theo nghiệp thể thao. Quả thực, với hình ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh này, thật khó để tưởng tượng Thanh Nhã lớn lên lại trở thành hot girl của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Dù ngoại hình và tư duy của gia đình đều không hướng cô đến nghiệp thể thao, Thanh Nhã lại bén duyên với trái bóng từ rất sớm. Bà chi cho hay, ban đầu, tôi không đồng ý cho con đi đá bóng bởi con là gái. Thế nhưng, tình yêu bóng đá của con lại rất lớn. Có chị họ đam mê bóng đá nên từ nhỏ, Nhã đã gắn liền với trái bóng và rất thân thiết với người chị này. 13 tuổi, Thanh Nhã đã được giới thiệu lên trung tâm huấn luyện ở Hà Đông, Hà Nội. Thấy con còn bé bỏng đã phải xa nhà, ông Kim Sáng bố ruột Thanh Nhã rất xót xa nhưng vẫn ủng hộ đam mê của con. Ông Kim Sáng tâm sự, chúng tôi lo vì con mình ít tuổi, hồi đó Nhã còn bé quá, không được cao lớn như bây giờ, lên đó mọi thứ phải tự lập. Ngoài học, khi tập luyện về Nhã còn phải giặt giũ quần áo, chăm sóc bản thân. Thương con nhưng chúng tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng theo đuổi con đường mình đã chọn, bố mẹ luôn ở phía sau ủng hộ. Cũng có thời điểm Thanh Nhã mệt mỏi, áp lực vì quá trình tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, cô đã trưởng thành trong từng giải đấu lớn nhỏ với sự cổ vũ nhiệt tình của gia đình. Cô nhóc chạy nhanh nhất lớp ngày nào giờ đây đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Có gương mặt xinh xắn, ưa nhìn cộng thêm hình thể đẹp và nước da mịn màng, Thanh Nhã được nhiều khán giả yêu ái, xem là hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài đời, nữ cầu thủ lựa chọn rất nhiều phong cách. Có khi, Thanh Nhã xuất hiện với vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính trong các bộ trang phục điệu đà, khoe lợi thế hình thể. Có lúc, cô lại bụi bặm, cá tính và cực kỳ thời trang với set đồ mang đậm hơi hướng street style. Với kinh nghiệm, chinh chiến, dày dặn, phong độ tốt, Thanh Nhã được xem là báu vật của ông Mai Đức Chung. Cô được nhận định là cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng với phong cách chơi bóng máu lửa, kỹ thuật, Thanh Nhã còn có những pha lên biên tốc độ cực kỳ đặc trưng. Chính vì thế, cô có biệt danh cân lốc đường biên. Thanh Nhã là nhân tố quan trọng góp phần đem về huy chương vàng SEA Games 32 cho tuyển nữ Việt Nam. Hiện tại, cô là gương mặt được nhiều người kỳ vọng khi tuyển nữ Việt Nam bước vào World Cup 2023.